Sáng ngày 16 tháng 3 tại huyện Thiệu Hóa, thường trực và các ban hội đồng nhân dân cụm 11 huyện miền núi và các huyện Hoàng Hóa, Quảng Sương, Thiệu Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc đã tổ chức hội nghị giao ban cụm quý 1 năm 2024. Đại diện thường trực hội đồng nhân dân cụm 11 huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa và các huyện Hoàng Hóa, Quảng Sương, Thiệu Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc đã chia sẻ những kinh nghiệm trong lập căn cứ giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng đất nhiệm vụ vai trò của thẩm tra công tác phối hợp giữa các ban của hội đồng nhân dân với ủy ban nhân dân và các phòng chức năng kỹ năng thẩm tra đối với các tờ trình dự thảo nghị quyết trình hội đồng nhân dân giải pháp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp giám sát việc chấp hành pháp luật và triển khai thực hiện nghị quyết do hội đồng nhân dân ban hành tiếp xúc cử tri tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo tăng cường quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan có liên quan Hội nghị cũng đã thống nhất chuyển giao thường trực và các ban hội đồng nhân dân huyện Quảng Sương đăng cai tổ chức hội nghị giao ban thường trực và các ban hội đồng nhân dân cụm 11 huyện miền núi quý 2 năm 2024.